lần đầu thấy bức ảnh này trên mạng tôi rất thích thích vì nó làm tôi xúc động nhưng tôi thận trọng chờ xác minh xem nó là ảnh thật hay ảnh ngụy tạo bởi thời nay ảnh phết nhiều quá không phết thì cũng dàn dựng một chi tiết làm tôi chưa tin là vì cô gái trong ảnh đẹp quá đẹp như người mẫu ngoài đời khó gặp tôi tìm trên mạng thấy bài báo viết về các cô giáo tại trường tiểu học và trung học cơ sở minh chuẩn Yên bái đang dọn dẹp ngôi trường tăng quan sau lũ Nhiều cô chứ không chỉ một cô trong ảnh Tôi muốn cảm ơn người phóng viên ảnh đã chụp bức ảnh này Để bày tỏ lòng biết ơn Tôi xin phân tích cái đẹp của bức ảnh như tôi cảm nhận Thực tế đây là bức chân dung toàn thân Tác giả đặt đối tượng hay chụp được khoảnh khắc Vào khung cảnh bất thường, lộn xộn, tan tác sau tai họa không nền này tôn lên vẻ thanh khiết trong sáng của cô giáo trẻ cô không nhìn thẳng vào ống kính kiểu em đây anh có thấy em xinh không mà cô nhìn sang hướng khác có thể là nơi còn ngủ ngang bùn đất chưa dọn dẹp hết nét mỏi mệt người lấm láp nhưng dáng đứng thẳng không màu mè trình diễn điểm nhấn là gói mì tôm ăn dở cái đẹp được tôn vinh đó là cái đẹp hình thể và thần thái của một con người giết qua. Tôi so bức ảnh này với một vài ảnh được giải cuộc thi ảnh gần đây mà dân chơi ảnh nhiều người chê, thì thấy bức ảnh này có nội dung và kỹ thuật hơn hẳn. Các bạn tôi ở Yên Bái nếu có dịp gặp cô giáo trong ảnh thì cho tôi gửi lời chúc cô sức khỏe, dạy tốt và hạnh phúc. Người như cô rất xứng đáng được hạnh phúc. Hiền Diệp cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video Hiền Diệp chia sẻ. Để xem nhiều thông tin mới hãy nhấn vào like, follow, đăng ký kênh để xem nhiều video hữu ích nhé.